Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: bệnh sởi trái mùa gia tăng và cảnh báo những biến chứng nguy hiểm. Các bệnh lý tai mũi họng gia tăng do nắng nóng. Biến chứng đái tháo đường, nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu. Khó khăn trong công tác truyền thông dân số ở Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh xuất tinh ngược. Trong mục cẩm nang y học là bài thuốc chữa bệnh từ cây bồ công anh. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, nhà vệ sinh bệnh viện không còn là nỗi ám ảnh. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Bệnh sởi thường xuất hiện từ tháng 2 tới tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bệnh nhân sởi phải nhập viện. Bệnh sởi lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và khi trẻ hay người lớn chưa bị sởi cầm nắm những đồ vật bị nhiễm các chất tiết từ mũi, họng của người bệnh. Do đó, chỉ cần vệ sinh không sạch sẽ thì dù không phải vào mùa, cứ có tác nhân gây bệnh thì vẫn có thể mắc bệnh. Khi mắc bệnh sởi, người bệnh thường có biểu hiện như sốt cao, nhức đầu, đau mỏi cơ khớp, sổ mũi, ho, tiêu chảy. Sau 3 đến 4 ngày, hồng ban bắt đầu nổi sau tai và tiếp tục lan xuống cổ, thân mình. Sau một tuần, ban bắt đầu mất dần, để lại vết thâm ở da. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người có quan niệm sai lầm là bệnh nhân mắc sởi phải kiêng tắm rửa, phải kín gió. Bệnh nhân không được vệ sinh sạch sẽ, dễ nhiễm trùng máu, nhiễm trùng răng miệng do vi khuẩn yếm khí. Người nhà cũng phải cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ, nếu không trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, thiếu vitamin A, dẫn đến khô giác mạc, mù mắt. Để đề phòng bệnh sởi, đơn giản nhất là tiêm phòng sởi cho trẻ lúc 9 tháng tuổi và nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi. Tính từ đầu mùa hè đến nay, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến tai mũi họng tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên gia tăng đột biến so với những tháng trước đó. Theo thống kê tại khoa ngoại chuyên khoa Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, tính từ tháng 5 đến nay có khoảng 600 bệnh nhi liên quan đến các bệnh lý tai mũi họng điều trị nội trú, chủ yếu là viêm mũi họng cấp tính, viêm tai giữa cấp, viêm VA. So với những tháng trước đó, lượng bệnh nhi nhập viện tăng khoảng 30-40%. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài, trẻ hay nằm điều hòa, môi trường bên ngoài và trong phòng điều hòa có chênh lệch lớn. Ngoài ra, nhiều trẻ thường đi bơi tại các bể bơi công cộng không đảm bảo nguồn nước vệ sinh, hay tắm sông, tắm ao, lạm dụng đồ ăn, uống quá lạnh như kem, nước đá cũng là nguyên nhân gây bệnh. Để phòng các bệnh lý tai mũi họng, bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bậc phụ huynh lưu ý trong những ngày nắng nóng không nên để trẻ ăn uống quá nhiều đồ ăn thức uống lạnh, sử dụng điều hòa quạt đúng cách, khi đi bơi về phải vệ sinh sạch sẽ mũi họng cho trẻ. Nếu có dấu hiệu bệnh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vi khuẩn Helicobacter pylori, gọi tắt là vi khuẩn HP, gây loét dạ dày, hành tá tràng và là tác nhân gây ung thư dạ dày. Hiện nay, số người nhiễm loại vi khuẩn này đang có xu hướng gia tăng vì những thói quen khó bỏ trong sinh hoạt. Theo số liệu tại khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trung bình một năm, khoa thực hiện khoảng 6.500 đến 7.000 ca nội soi dạ dày. Trong số đó có khoảng 1.800 ca làm xét nghiệm HP và tỷ lệ người nhiễm HP chiếm 32,5%. Đặc biệt, trong đó có cả trường hợp là trẻ em. Theo các bác sĩ, có hai con đường chính lây nhiễm vi khuẩn HP là qua đường ăn uống và qua phân. Do đó, cách phòng ngừa tốt nhất là nên cách ly không dùng chung đồ ăn khi biết trong gia đình có người mắc bệnh dạ dày do vi khuẩn HP. Thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt, nên từ bỏ thói quen hôn và mớm đồ ăn cho trẻ. Trong số những biến chứng của bệnh đái tháo đường, thì biến chứng về thần kinh mạch máu là biến chứng xuyên suốt. Những biến chứng này gây tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc. Tuy nhiên, vẫn rất nhiều người còn chủ quan về căn bệnh này. Toàn tỉnh hiện có 18.000 người mắc đái tháo đường được quản lý. Biến chứng về mắt là một trong những biến chứng phổ biến từ bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, đại đa số người bệnh chỉ đến viện kiểm tra mắt khi đã ở giai đoạn muộn, có tổn thương thị lực. Điều này khiến việc điều trị rất khó khăn, không thể phục hồi thị lực. Nguyên nhân là do các biến chứng diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, khiến người bệnh khó nhận biết và chủ quan. Đa số các biến chứng mắt do đái tháo đường ngày nay đều có thể phòng ngừa và điều trị kết quả tốt, tránh nguy cơ mù lòa nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Để phòng ngừa biến chứng mắt, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều trị, kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp, mỡ máu và có cuộc sống lành mạnh, hạn chế thức uống có cồn hoặc hút thuốc,
Đồng thời, mỗi người bệnh đái tháo đường cần có một lịch trình theo dõi và điều trị chuyên biệt do bác sĩ chuyên khoa mắt quyết định để được chăm sóc tốt nhất. 6 tháng đầu năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi là 117 nam trên 100 nữ, cao hơn trung bình toàn huyện. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 11,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân địa phương chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Đây là hình ảnh một buổi truyền thông về công tác dân số tại xã. Đối tượng tham gia ít, chủ yếu là người đã qua độ tuổi sinh đẻ. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là đối tượng chính của những buổi tuyên truyền, lại thường vắng mặt do đi làm ăn xa, bận việc gia đình, ngại nhắc đến các vấn đề về kế hoạch hóa gia đình. Ngoài việc tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, cán bộ dân số còn trực tiếp đến từng hộ gia đình tư vấn. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, họ chỉ gật đầu cho qua chuyện, xong đâu lại vào đấy. Thực tế cho thấy, nhiều cặp vợ chồng vẫn không thích sử dụng các biện pháp tránh thai. Các gia đình còn nặng tư tưởng có con trai nối dõi tông đường, khiến việc triển khai công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Ở nam giới khi bị xuất tinh ngực, tinh trùng thường xuất ra rất ít, thậm chí không thể xuất ra ngoài. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nam giới, gây khó khăn cho việc chữa trị. Trong mục thầy thuốc và người bệnh số này, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ chia sẻ tới quý vị những thông tin hữu ích liên quan đến căn bệnh khó nói này. Xin chào và cảm ơn bác sĩ đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, như thế nào thì gọi là xuất tinh ngược và người nam giới sẽ nhận biết là mình xuất tinh ngược nhờ những cái dấu hiệu như thế nào ạ? Xuất tinh ngược là tình trạng mà vợ chồng giao hợp với nhau vẫn có cực khoái, người chồng có cảm giác là phóng tinh và xuất tinh, thế nhưng mà tinh dịch thì không được phóng ra ngoài theo đường niệu đạo mà lại đi ngược hết cả vào bàng quang. Thế thì có thể hiểu như đơn giản như này, ống dẫn tinh ấy với cả niệu đạo nó cứ cấu với nhau như hình chữ Y, nghĩa là gì? Tinh dịch khi mà đi từ cái ống dẫn tinh đấy đến niệu đạo thì có thể nó sẽ có thể thông ngược được vào bàng quang. Thế thì cái cơ chế xuất tinh bình thường là như này, bình thường thì khi mà các bạn tưởng tượng ra là khi mà có phản xạ xuất tinh thì ở cổ bàng quang và cơ niệu và ở niệu đạo nó có hai cái hệ thống cơ đóng. Thế thì khi mà xuất tinh thì là cái cơ cổ bàng quang ấy, nó giống như một cánh cửa, nó đóng cái cánh cửa đấy lại. Thế còn nó cái cánh cửa tức là cái cơ vòng ở niệu đạo ấy, thì phải cánh cửa đấy phải mở ra thì tinh dịch mới gì ạ xuất được ra ngoài. Thế nhưng mà ở những người xuất tinh ngược thì cái hệ thống này bị rối loạn, tức là cái cơ cổ bàng quang thì mở ra, còn cơ cái cánh cửa ở cơ niệu đạo thì lại đóng lại, do đấy gì tinh dịch không ra được ngoài mà xuất ngược hết cả vào bàng quang. Nếu chú ý thì để ý thấy là gì, khi rõ ràng khi mà sinh hoạt vợ chồng có đạt cực khoái thế nhưng mà không có xuất được tinh dịch vào trong âm đạo người vợ, hoặc là gì hai vợ chồng mà sử dụng bao cao su khi sinh hoạt thì có đạt cực khoái nhưng không thấy tinh dịch trong bao cao su. Thế và một cái nữa là gì, ở những người xuất tinh ngược ấy thì do tinh dịch vào bàng quang cho nên sau khi đạt cực khoái mà đi tiểu thì thấy là nước tiểu có màu đục hoặc có những cái lợn cợn trắng, thì đấy là những dấu hiệu ở cái người xuất tinh ngược. Thưa bác sĩ, là xuất tinh ngược thì sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào tới sức khỏe của người nam giới, đặc biệt là sức khỏe sinh sản ạ? Chỉ có xuất tinh ngược đơn thuần thì hầu như nó cũng không có cái dấu hiệu nào điển hình cả, và nó cũng không ảnh hưởng đến cái cuộc sống tình dục của người nam giới. Vì là người ta vẫn cứ sinh hoạt và vẫn đạt cực khoái bình thường. Đấy là một cái tình trạng gọi là cực khoái khô. Nó chỉ là không xuất tinh thôi. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe người nam giới là, đấy là nếu như người nam giới mà còn muốn có con thì xuất tinh ngược, tất cả tinh dịch, tinh trùng vào bàng quang thì người nam giới đấy không có khả năng sinh con. Thế cho nên gặp vợ chồng đấy thì người nam giới đấy sẽ là vô sinh. Khi phát hiện mình bị xuất tinh ngược thì người bệnh cần làm gì thưa bác sĩ? Để điều trị cái mà vô sinh do xuất tinh ngược ấy, thì người nam giới cần phải đi khám chuyên khoa sản, chuyên khoa sâu để mà các bác sĩ hỗ trợ sinh sản, có thể là hỗ trợ cặp vợ chồng đấy sinh được con theo các cái phương pháp mà thụ tinh nhân tạo. Vâng, xin bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên hay là những cái lưu ý để mà nam giới có thể phòng ngừa được chứng xuất tinh ngược ạ? Tùy thuộc vào cái nguyên nhân của nó. Thế thì cái một trong những nguyên nhân mà hay gặp nhất ở xuất tinh ngược đấy là gặp ở những người mà bị bệnh tháo đường. Thế rồi những người mà bị chấn thương tủy sống, hoặc là những người mà phì đại tuyến tiền liệt,
hoặc là những cái người mà phẫu thuật ở cái vùng mà cổ bằng quang hoặc tuyến tiền liệt. Thế rồi một số người dùng những cái thuốc để điều trị về tâm lý hoặc là một số những cái rối loạn về tâm thần khác. Thế thì trong các trường hợp này thì để phòng thì chúng ta sẽ điều phòng theo các cái những cái theo những cái thói quen sinh hoạt hoặc là những cái nguyên nhân đấy. Ví dụ như ở người mà đang bị bệnh đái tháo đường thì phải kiểm soát được cái lượng đường máu của mình một cách ổn định nhất. Thế còn ngoài ra thì là khi mà đã phát hiện ra là bị xuất tinh ngược thì phải đi khám bác sĩ chuyên khoa, thế và phải điều trị theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, không được bỏ thuốc và không được dừng thuốc. Thế và nếu như mà đang sử dụng một số thuốc mà có liên quan đến xuất tinh ngược thì cũng phải đi khám bác sĩ để dừng những hoặc là thay đổi cái liều lượng thuốc như nào đấy để cải thiện cái tình trạng đó. Thế và ngày nay thì có một số tài liệu nói rằng là ở một số bạn trẻ khi mà các bạn tự thủ dâm kết hợp với phương pháp ngưng xuất tinh thì cũng dẫn đến cái tình trạng xuất tinh ngược. Thì cũng lưu ý các bạn trẻ là nếu như có thủ dâm thì không nên ngưng xuất tinh. Như thế thì nó tạo thành một cái phản xạ, nó có điều kiện mà nó quen như thế thì sau này tự nhiên trở thành xuất tinh ngược và mình thành vô sinh. Thì đấy là những cái lưu ý khi mà chữa, điều trị hoặc là phòng ngừa cái bệnh xuất tinh ngược. Vâng, một lần nữa thì rất cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, bồ công anh là một loại cây được trồng khá phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thời điểm hiện nay đang là mùa phát triển của loại cây này. Bồ công anh vừa được dùng làm rau ăn, đồng thời cũng là một cây thuốc nam có giá trị chữa bệnh cao. Trong một cẩm nang y học số này, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, trưởng khoa Đông y, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách sử dụng bồ công anh để chữa một số bệnh hay gặp. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cây bồ công anh là giáo thuốc thanh nhiệt. Nó dùng để chữa các bệnh do nhiệt độc, nhiệt gây lên, như là các bệnh về mụn nhọt này, viêm tắc tuyến sữa. Ngoài ra nó cũng có tác dụng lợi tiểu, có thể dùng làm thuốc để nhuận tràng. Các bạn có thể ngâm rễ của nó để uống, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt với những người mà người ta hay gọi là nóng trong và gan nóng. Phụ nữ mà sau sinh thường có hiện tượng hay viêm tắc tuyến vú, gây tắc tia sữa thì chúng ta có thể áp dụng cái này đơn giản tại nhà thôi. Mình dùng lá bồ công anh rửa sạch, sau đó là cho thêm một chút muối trắng vào, dã lên cái phần nước cốt thì chúng ta chia ra để uống khoảng 2 đến 3 lần trong ngày. Còn phần bã thì chúng ta đắp, đến khi nào mà cảm thấy nó khô thì bỏ ra. Kết hợp với massage nhẹ nhàng 2 đến 3 lần như thế là sẽ tắc với trường hợp nhẹ. Còn những trường hợp mà viêm tắc thì chúng ta lên đến cơ sở y tế. Là bồ công anh với tác dụng lấy lợi sữa thì chúng ta luộc lên ăn, rau ăn hàng ngày thôi, ăn cách ngày, ăn mỗi ngày, ăn cách mỗi ngày, ăn bữa thôi. Thường thì phụ nữ sau sinh thì sẽ là cơ thể rất nóng, nên chúng ta cũng có thể ăn nó để giúp giải nhiệt. Bồ công anh thì cũng có thể dùng với tác dụng tiêu viêm rất tốt. Bệnh nhân mà viêm khớp hay có như bệnh nhân viêm khớp với các biểu hiện là các khớp sưng nóng đỏ thì chúng ta có thể dùng bồ công anh tươi dã ra xong rồi đắp vào những chỗ viêm, những chỗ sưng và nóng. Chúng ta có thể thấy là nó sẽ giảm sưng, giảm nóng rất hiệu quả. Và chỉ đắp trong trường hợp mà nó không là da, không là da kín thôi. Còn nếu mà hở thì các bạn không đắp nhé. Vết thương hở thì không đắp vào. Khi nó có các hiện chảy mũi nhiễm trùng thì chúng ta phải đến cơ sở y tế. Đồ công anh khô có tác dụng lợi tiểu, hạ huyết áp. Nên lấy khoảng 10 đến 15 gram. Cho một lượng nước vừa đủ để uống như uống nước ở trong này, uống thay nước như các bạn hãm các loại trà đấy. Những người mà ví dụ như là có các bệnh về tiểu đường, huyết áp này hoặc là rối loạn điện giải thì không nên tự ý sử dụng ở nhà. Những bệnh nhân đấy thì thường phải dùng các loại thuốc có liên quan đến
điện giải, cái này là lợi tiểu thì nó sẽ làm mất điện giải, nên phụ nữ đang mang thai thì cũng không nên sử dụng. Các bạn không nên sử dụng nó trong một thời gian kéo dài, vì dù nó thế nhưng nó cũng là thuốc. Khi các bệnh có các bệnh ví dụ cần lợi tiểu, ví dụ nếu như có thể dùng cho các trường hợp bệnh nhân bị sỏi thận thì lợi tiểu các bạn thì giúp để với những cái loại sỏi nhỏ và sỏi bùn, khi các bạn uống nhiều nước thì nó cũng có thể tự ra như bí tiểu này hoặc phù thực nề này. Chứ mình uống trong thời gian điều trị thôi, khi hết thì mình phải ngừng lại chứ không uống liên tục. Còn nếu như mà sỏi to thì mà hoặc là sỏi canxi mà đã gây đến sẵn là thì các bạn phải đến cơ sở y tế chứ không nên áp dụng ở nhà. Tại vì sỏi to, khi nó sỏi to rồi nó đã gây giãn này, tại vì nó gây xước, nó sẽ dẫn đến viêm niệu đạo, viêm bàng quang, nên chảy máu rất nhiều. Nhà vệ sinh bệnh viện, đặc biệt là ở những nơi như là trung tâm y tế huyện, thành phố, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp luôn là nỗi ám ảnh với người bệnh. Thế nhưng, nhà vệ sinh của trung tâm y tế huyện Văn Giang làm những người ghé thăm phải ngạc nhiên vì sự sạch sẽ ở nơi đây. Anh Đặng Ngọc Thạch ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang chăm bố ở trung tâm y tế huyện Văn Giang một tuần nay. Anh rất hài lòng với cung cách phục vụ cũng như không gian tại trung tâm. Thì hàng ngày tôi vào đây thì cảm thấy rất sạch sẽ, mà các cái bác gọi là vệ sinh trong này là tôi cũng rất là không có cái mùi mẽ gì, chúng tôi rất thoải mái và hài lòng. Tôi đã đi nhiều viện lớn rồi, Bạch Mai hay là viện Đức hay 108 tôi cũng đã từng đi nhiều. Nhưng thực ra đến lần này thì tôi đến đây và nằm viện tại quê nhà mình thôi. Nhưng tôi thấy là cái vệ sinh á thì rất sạch sẽ, không hề có mùi của như là vào trong bệnh viện đâu. Tôi có cảm nhận là mình đang ở khách sạn chứ không phải là ở bệnh viện nữa. Cháu thấy đi vệ sinh ở trong này rất sạch, sạch như ở nhà. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế Văn Giang trung bình đón tiếp 300 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh với gần 150 nhân viên cán bộ y tế tại trung tâm, tổng số là 13 khoa phòng. Mỗi một khoa phòng có trung bình 2 nhà vệ sinh chung, lưu lượng người sử dụng nhà vệ sinh là khá lớn, song các nhà vệ sinh ở đây lại luôn sạch sẽ. Ở nhà vệ sinh thì lúc nào cũng yêu cầu là bác sĩ yêu cầu là sạch sẽ, lúc nào tôi cũng lau chùi chân tường, rồi dưới là sạch sẽ, bồn cầu kia là sạch sẽ, ngày phải đến mấy chục lượt ấy. Mặc dù chỉ có 9 hộ lý phụ trách vệ sinh, nhưng với những quy định chính sách rất khoa học, lãnh đạo trung tâm đã thực hiện theo đúng mô hình bệnh viện 5S. Từ năm 2015, cái mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp đã được quan tâm và chỉ đạo rất là sát sao. Thứ nhất, ngoài cái công trình vệ sinh thì chúng tôi quan tâm đến cả cái môi trường bên ngoài, từ trồng cây, vườn hoa, cây cảnh, rồi những cái trang trí bằng những cái cây xanh, thì cái việc đưa cây xanh vào trong nhà vệ sinh cũng đã là một vấn đề được quan tâm. Và đến như các đồng chí đã thấy đấy, thì hiện nay thì cái nhà vệ sinh của chúng tôi thực sự nó không phải là được xây dựng mới, mà nó là chỉ trên cái cơ sở cải tạo của những cái nhà vệ sinh cũ, thì nó đã là rất là sạch. Tức là đối với người bệnh, người nhà người bệnh đến thì hiện nay thì chúng tôi đến với chúng tôi thì cảm giác rất là yên tâm và cảm thấy nó sạch sẽ. Có người còn bảo có khi sạch hơn ở nhà người bệnh. Với sự quyết tâm cao, có chính sách thưởng phạt rõ ràng, Trung tâm Y tế Văn Giang đã xây dựng được mô hình bệnh viện xanh sạch đẹp. Đây cũng là lý do mà trung tâm ngày càng thu hút được nhiều bệnh nhân, nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến huyện. Mô hình vệ sinh môi trường ở đây thực sự đáng để các trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố, thậm chí là cả các bệnh viện tuyến tỉnh học tập. Những hình ảnh về nhà vệ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.